hé lộ cận dung mạo con gái cưng của Trường Giang, nóc nhà Nhã Phương mất luôn vị trí nàng thơ. Từng giấu kín bưng cô ái nữ đầu lòng, nay Nhã Phương và Trường Giang đã thoải mái hơn khi công khai bé lên mạng xã hội. Là thành viên hội nghiện con nên dạo gần đây, vợ chồng mười khó thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc cưng xỉu của công chúa Destiny. Cô cả nhà Trường Giang trộm vía lanh lợi, hoạt ngôn rồng bố và thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Mở bắt đầu tháng 11, bà xã Nam Danh Hải gây sốt cõi mạng khi hé lộ ảnh dung cận dung mạo của cô con gái 2 tuổi. Trong ảnh, Trường Giang và con gái diện cả cây hồng, mẹ bìm để lộ cận gốc nghiêng xinh như búp bê của cô cả nhà hào môn. Dễ dàng nhận ra, nhóc tỳ này đã lớn phổng phao, bé có má phúng phính siêu cu te. Vợ Trường Giang từng nói con gái rượu rất thích chơi đùa với bố, nhìn khoảnh khắc này, dân tình đã hiểu mẹ bìm bị ra rìa thật rồi. Trả lời bình luận của Ái Phương, Nhã Phương tự nhận mất vị trí nàng thơ trong gia đình. Ai ngờ Ái Phương hài hước chốt luôn, không sao, em là bà thơ. Có mẹ là mỹ nhân hàng đầu Vbiz, con gái được dự đoán sẽ trở thành tiểu mỹ nhân và hot vượt mặt phụ huynh trong ít năm tới.